Làn sóng nhập khẩu hàng từ châu Á vào Mỹ đang tạo ra nút thắt cổ chai tại các cảng bờ Tây, khiến cho tình trạng thiếu hụt container và cước vận tải biển thì tăng vọt. Phí vận chuyển đường biển tăng 2 đến 4 lần trong nhiều tuần qua. Theo truyền thông Nhật Bản, số lượng container đang được xử lý tại cảng Los Angeles và Long Beach, California, Mỹ tăng 45% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng thứ 8 tăng liên tiếp. Tính riêng trong tháng 3 năm nay, lượng container cập cảng Los Angeles tăng khoảng 80%. Hiện nay, khoảng 24 tàu container chưa thể tiếp cận được hai cảng này vì không có chỗ. Tổng sức chứa của số tàu trên lớn gấp 10 lần so với tàu Ever Given bị mắc cạn tại kênh đào Suez. Trong khi đó, có khoảng 800 công nhân, tương đương với 5% tổng số lao động làm việc tại hai cảng trên, đã bị nhiễm COVID-19 trong tháng 2 và tháng 3 năm nay. Để ứng phó với tình trạng này, một số công ty đã chuyển sang vận tải hàng không.